Ông Trump gây choáng váng cho đồng minh và các nhà phân tích quốc phòng khi nói với báo The New York Times rằng Hoa Kỳ sẽ chỉ bảo vệ các thành viên NATO chống lại sự gây hấn của Nga khi họ đóng góp công bằng cho liên minh này. Donald Trump and what he represents with respect. Ông Donald Trump và các tuyên bố liên quan tới NATO thật nguy hiểm. Ông ấy chọc thẳng vào trọng tâm của liên minh và thậm chí ý tưởng đưa điều đó ra tranh cãi. Theo tôi, thật sự khiến nhiều người phát hoảng, đặc biệt những nước Đông Âu. Particularly the Eastern European countries. Tuy nhiên, các nhà phân tích như bà Trương cho rằng không chỉ quan điểm của ông Trump về NATO khiến Tổng thống đắc cử có một khởi đầu không thuận lợi với các thành viên đồng minh, nhưng những nhận xét thiếu tôn trọng của ông về phụ nữ trong chiến dịch tranh cử cũng có thể dẫn tới các giao tiếp khó xử với các nước quan trọng trong NATO, như Thủ tướng Theresa May của Anh và bà Angela Merkel của Đức. I think that Mrs. May and Mrs. Merkel. Theo tôi, bà May và bà Merkel sẽ hết sức chuyên nghiệp và thân mật. Having said that, it is difficult to imagine. Như vậy, thật khó hình dung. Là một phụ nữ, làm sao họ có thể bỏ qua những gì ông ấy nói và những gì ông ấy đã làm? To confront Donald Trump. Đối mặt với ông Donald Trump cũng giống như gặp một ai đó từ một thế giới khác biệt, không hẳn là một hành tinh khác nhưng rõ ràng là một thế giới khác. Tuy nhiên, có sự đồng thuận chung rằng ông Trump, bà May và bà Merkel có một điểm chung. Họ nỗ lực hết mình về công việc khi cần. Tôi nghĩ bà Merkel có phẩm chất của người châu Âu nhiều hơn bà Theresa May. Tôi nghĩ bà ấy sẽ coi ông Trump là một hiện tượng của Hoa Kỳ. Theo kiểu là quốc gia đặc biệt giàu có và quan trọng này, sản sinh ra đủ loại ý tưởng và nhân sự khác thường, theo thuật ngữ của châu Âu. Ideas and people who are extraordinary in European terms. Vị tổng thống tân cử khác thường này có ý nghĩa thế nào đối với NATO? Điều đó sẽ được chứng tỏ trong vài tháng tới.